Xong rồi, dọn dẹp và tiếp tục đó là lên xe đi trong ngày hôm nay. Hôm nay thì có một cái sản phẩm gì muốn review trong chuyến đi ngày hôm nay, đó là cái dòng khoáng Romat, dòng khoáng hạng A và được lựa chọn rất là nhiều trong thời gian đây. Như là biết khi mà chi phí nuôi tôm tăng lên, cái việc mà chúng ta bổ sung đó là việc tái tạo vỏ của tôm đó, nó rất là quan trọng. Mỗi ngày thì tôm nó sẽ lọc vỏ liên tục và chúng ta tái tạo vỏ và bổ sung khoáng bằng rất là nhiều cách khác nhau. Và cái giải pháp mà khoáng trọng thì đây là một cái giải pháp mà rất là cần thiết. Như quý vị và con biết á, cái dòng khoáng trọng này Di đã cung cấp khoảng thời gian cũng rất là lâu rồi và có thương hiệu từ cái khoáng trọng này luôn. Và không giống như là Di đã tìm ra được một cái giải pháp đó là trộn khoáng cho ăn. Lúc trước chúng ta ít có tập trung vào cái việc chúng ta trộn khoáng cho ăn lắm. Chúng ta cứ tập trung vào trộn gan, cứ trộn tôm là gan là quan trọng nhất. Ngày xưa chúng ta to là cứ là thấy là tập trung vào gan là quan trọng nhất, nhưng mà khi mà Di ra kinh doanh đó, Di mới thấy được điều đó, khoáng rất là quan trọng. Và nếu chúng ta tái tạo vỏ tốt và bổ sung khoáng cho tôm tốt á, thì tôm nó sẽ chặn cử vấn đề chứ. Và cái dòng khoáng Bromax á, Di thấy được khi mà triển khai á, thì nó rất là rẻ tiền. Và cái giải pháp mà đặt ra là bổ sung khoáng bằng một cách đó là giảm tiền. Một túi khoáng tạc đó là 10kg, 5kg á, chúng ta mua ví dụ như 150.000 là rẻ, hoặc là 200.000, 300.000 luôn. Kể cả những ao bạc chúng ta nuôi, chúng ta bổ sung khoáng nhiều. Đặc biệt là chúng ta khi mà chúng ta bổ sung 10kg đó hay là hai túi đó, ba bốn túi gì đó, nhưng mà khi mà chúng ta tạc qua thì 1.000 khối mà tạc 10kg á, thì con tôm nó không hấp thụ hết 10kg. Một là có thể là thiếu khoáng, nhưng mà thứ hai là khoáng nó sẽ chìm xuống nước. Khoáng nó chìm rất là nhanh nha. Chúng ta cứ lấy một cái muỗng khoáng đi mà chúng ta bỏ vào cái ly nước, chúng ta khuấy lên trong vòng 3 tiếng hồ, chúng ta thấy được trong nước lại khoáng đã chìm dưới. Thì cái ao tôm của mình cũng vậy đó. Khi mà chúng ta tạt vào một cái ao bạc mà trong vòng khoảng 3 tiếng con tôm nó hấp thụ qua mang, mà nó hấp thụ không có hết á, thì bắt đầu là khoáng đã chìm dưới trên ao đất. Và thứ hai á, trên ao bạc á, thì chúng ta đã thay nước ra. Đúng không quý vị các bạn? Đây là cái câu chuyện thực tế Di nuôi trên ao, Di mới biết được cái điều này. Và nếu mà chúng ta bổ sung vào thức ăn và cho ăn á, thì cái giải pháp nó sẽ rất là hiệu quả. Và hàng ngày thì Di đóng hàng đi rất là nhiều về cái khoáng trộn này, thì Di đã tìm được cái câu chuyện. Và đặc biệt hơn đó là chúng ta nuôi ở độ mặn thấp, độ mặn mà 10 phần ngàn trở đi á, thì cái câu chuyện khoáng nó đơn giản nha. Nhưng mà cái câu chuyện mà khi mà tầm cỡ dưới 5 phần ngàn hoặc là 5-7 phần ngàn, kể cả những cái vùng nước ngọt á, khi mà Di có một cái nhánh khách ở những vùng nước ngọt á, ví dụ như Long An và những vùng mới của Long An á, Mộc Hóa nè, Tân Hưng Long An nè, hay là những cái nhánh mà Đồng Tháp rồi đó, cực kỳ ngọt, nhưng mà vẫn triển khai được tôm về, đó là xây 30 mấy con từ cái dòng này. Thì mình thấy được cái dòng này nó hiệu quả gì mới chia sẻ, và giảm được chi phí khi chúng ta mua, đó là số lượng thùng. Và bên Di cũng cung ứng hàng ngày giao hàng đối với các bạn, đó là từ thuốc men đến đầu nghề thủy sản, để chúng ta giảm chi phí trên từng bầy tôm, để chúng ta trụ với nghề và chúng ta lướt qua cái giai đoạn giá tôm thấp này. Thì những cái gì mà quan trọng nhất, những cái gì mà chúng ta cung cấp để mà cho nó hiệu quả nhất, thì Di cũng triển khai đến tất cả vì các bạn. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái bầy tôm thành công. Rất là cảm ơn quý bà con, quý anh em đã luôn đồng hành cùng Thủy Sản Duy. Họ là một trong những đơn vị cung ứng về đó là giống, thuốc men và đầu nghề thủy sản, nông nghiệp, giao hàng toàn quốc, miễn phí ship. Hàng ngày thì Di cũng giao đi cho tất cả vì các bạn, đó là từng một chuyến hoặc hai chuyến trên ngày. Những khu vực gần á, thì Di sẽ đó là giao liền, khi mà lên đơn là giao liền. Ví dụ như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, nếu đủ đơn hoặc là ở Bạc Liêu với Sóc Trăng á, ít nhiều thì cũng giao liền đó, nhanh nhất và tốc độ nhất. Thưa quý vị các bạn, chúng ta cứ ở nhà đi, kể cả huyện Đông Hải hay là huyện Vĩnh Châu hay là Mỹ Xuyên, Sóc Trăng rồi Trần Đề gì đó, cứ lên đơn là Di sẽ chạy tới ao giao liền và nhanh nhất cho quý vị các bạn, không có đợi lâu. Có nghĩa là Di biết được á, khi mà cho bầy tôm mà trị bệnh hoặc là bầy tôm mà cần về thuốc men á, thì rất là gấp, tôm làm gì cả. Và kể cả shipper mà giao hàng á, ở miền Tây á, thì Di cũng giao rất là nhanh, kể cả trên Cần Giờ hay là kể cả một số khu vực này mà Long An rồi Tiền Giang, thì Di cũng chỉ giao trong hôm nay, chiều tối nay đi, mai có hàng đó. Chỉ cần là ở chòi bấm điện thoại là có shipper đem tới nhà đó, bà con cứ điện cho Di là Di sẽ giao tới nhà, ít gì cũng giao cả, bà con cứ yên tâm vấn đề đó. Cảm ơn quý bà con và xin chúc quý bạn một vụ thành công, có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn các anh em.